Mừng cả nhà mình đến với kênh YouTube Nhà Đất Nguyễn Đoàn. Em vừa khảo sát xong một căn biệt thự, phải nói là một căn biệt thự cực kỳ khủng và cực kỳ đẹp ngay khuôn viên đất, bề ngang 33, chiều sâu lên tới 88m và tọa lạc ngay khu vực An Sơn, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cùng em mình khám phá hết video để xem là mức giá này có phù hợp và trong căn biệt thự này có những gì. Điều đầu tiên thì mình sẽ ra ngoài cảm nhận khám phá con đường. Con đường này lên tới 10m và là đường thông đi rất là nhiều nơi. Ở những cái vị trí này mình di chuyển ra khu vực trung tâm hành chính cũng như là khu vực ủy ban Lái Thiêu cực kỳ gần luôn. Và khu này là khu Lái Thiêu, lúc trước là khu vườn cây ăn trái Lái Thiêu. Mọi người cũng biết rồi, khu này là những cái khu vừa nghỉ dưỡng vừa có những cái vườn trái cây siêu to, siêu khổng lồ luôn. Phía bên ngoài thì gia chủ cũng có thiết kế những bức tường xây bao quanh và có trang trí với những cái hệ cột và những cái mặt ngoài của bức tường đều được đắp sỏi để tạo nên những cái bức tranh điểm xuyến cho phía bên ngoài của căn nhà. Bề ngang lên tới 33m, vị trí cực kỳ tuyệt vời và đất thì cực kỳ vuông luôn. Tổng diện tích lên tới 2.915m, có 600m thổ cư và diện tích xây dựng lên tới 843m. Đây chính là cái mức ranh giới của mình cho căn biệt thự với hướng đông bắc. Phía này là con đường chính này, ngang đến tới 10m. Hướng này sẽ di chuyển ra khu vực chính của trung tâm hành chính và di chuyển về khu vực trung tâm Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ mất 13km thôi. Phía bên ngoài và cái khu vực mà căn biệt thự ngày hôm nay tọa lạc thì với một vị trí đất vuông và đẹp, sang trọng và mức giá thì gia chủ chào bán cũng khá là hợp lý. Đang giảm rất là sâu, giảm tới 15 tỷ cho căn nhà này. Mức giá là bao nhiêu thì cả nhà hãy cùng em mình xem hết video để xem là mức giá này có phù hợp cho 2.915m không. Phía bên ngoài đây mình cũng có cái bức tường kia, chính là cái mức ranh giới cho toàn bộ căn biệt thự ngang 33, chiều sâu lên tới 88. Phía bên ngoài có tất cả là 4-5 cây lộc vừng để tạo nên sự sung túc cũng như là lộc về tràn trề cho khuôn viên của căn biệt thự. Bước vào bên trong thì mình có một cái hệ cổng siêu to, siêu khổng lồ và được sử dụng bằng smartphone. Gia chủ cũng có tiết lộ với em rằng đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để tạo nên cái bộ cửa này, đó là trên 1 tỷ đồng. Với những họa tiết sư tử, những cái họa tiết này này tạo nên một cái điểm nhấn sức mạnh khi mà mình bước vào bên trong khuôn viên của căn biệt thự. Ở 2.915m thì mình có những gì? Thứ nhất là mình sẽ có khu vực hồ bơi, khu nghỉ dưỡng và khu dành cho xe hơi. Phía sau sẽ là khu nhà ở chính và khu vườn cây ăn trái cũng như là khu trồng rau sạch, gia cầm sạch để cung cấp nguồn thực phẩm cho gia đình. Phía bên tay phải của em mình cũng có một khu nhà mát, điểm nhấn đầu tiên khi bước vào không gian của căn biệt thự. Lối đi vào hai bên đều được sử dụng chất liệu đá. Toàn bộ nội thất trong căn biệt thự đều sử dụng là chất liệu gỗ gõ đỏ Nam Phi, được nhập khẩu từ nước ngoài. Phía bên trong cũng có sắp xếp những bộ bàn trà và cái khu nhà mát này được sử dụng là chất liệu gỗ gõ đỏ này. Bên trên những cái chèo cột thì được chạm trổ tinh tế, bắt mắt cho cái khu phía bên ngoài, điểm nhấn cho không gian sân phía ngoài. Ở khu vực sân rộng, rất là rộng, khi mình có thể là đậu từ 15 tới 20 chiếc xe đều rộng luôn. Và khi gia đình mình có những cái đám tiệc lớn cần sử dụng một khoảng không gian lớn thì đây chính là cái yếu tố mà quyết định cho cái khu vực này rất là rộng nha. Phía bên tay trái của em, mình di chuyển một vòng em là sẽ có khu hồ bơi. Do gia chủ của mình thì cũng đang muốn chuyển đi nơi ở mới gần khu vực trung tâm Sài Gòn để thuận tiện cho các con đi học, nên là cái khuôn viên này gia chủ đang chào bán và cũng hơi bỏ bê cái khu vực phía bên ngoài này, không có chăm chút nên cái hồ bơi nó cứ hơi có màu nước nó cũng khác lạ. Nên là khi mà mình sở hữu được cái khuôn viên này thì với công sức cũng như là tiền bạc bỏ ra thì khu này em nghĩ là cực kỳ hoành tráng luôn. Bây giờ đã thấy hoành tráng rồi nhưng mà khi mà mình cải tạo thêm một phần nữa thì sẽ hoành tráng và đẹp hơn. Phía góc trái này sẽ có một khu
hòn Non Bộ và hồ Cá Coi, tạo điểm nhấn co phía hồ bơi này. Bên trên thì mình cũng có những cái hàng dừa để lấy bóng mát, cũng như là cây trái để mình có thể sử dụng những trái dừa. Khu hồ bơi mình phải cải tạo nhiều. Và mọi người có thể để ý rằng một điều đặc biệt rằng là khu vực từ sân cũng như là cái khu hồ bơi này đều được gia chủ mình sử dụng đá hoa cương để lát toàn bộ cái khuôn viên sân cũng như là cái khu vực bên ngoài. Để mà lát như vậy thì em nghĩ là tiền bỏ ra vào những cái khu này rất là nhiều. Nhiều nơi ấy, thì người ta chỉ có đổ xi măng thôi là đã xong rồi. Nhưng mà đây gia chủ là làm nguyên những cái mảng lớn luôn để tạo cho cái khoảng sân này rộng này. Căn nhà được xây dựng với bốn mặt tiền đều là sự thông thoáng. Đây là mặt tiền bên hông, nhưng đều được gia chủ mình thiết kế cũng như là xây dựng như là một mặt tiền chính. Mặt tiền nào cũng quan trọng, mặt tiền nào cũng đẹp. Cũng có những cái cây cột bên trên này để tạo cho những cái điểm nhấn này. Và cái hệ đá ở đây, những cái thanh đá, mảng đá này là đều là đá lớn và cũng được nhập khẩu mang về để sử dụng cho khuôn viên của căn nhà. Những cái mảng này rất là lớn này, mình khi ở bên ngoài thì là em cảm nhận, có thể là mọi người coi trong video thì sẽ không cảm nhận được như em, nếu như em đang ở đây là sẽ cảm nhận được một độ tinh tế. Những cái bức, những cái hệ cửa này cũng được gia chủ mình này thiết kế này, và những cái đường chạm trổ tinh tế này cho khu vực cửa. Bên trên thì mình cũng có đèn và các phào chỉ mình trang trí. Rồi theo mình tiếp tục mình di chuyển không gian một vòng phía bên ngoài rồi sẽ vào bên trong để mình xem nội thất bên trong của căn nhà. Bật mí với cả nhà mình là một điều là nội thất trong căn nhà sẽ được tặng lại toàn bộ cho những vị chủ nhân mới. Khuôn viên này có rất là rộng, nhà phía trước là sân và phía giữa chính là khu ở chính. Phía sau sẽ là khu dành cho rau sạch cũng như là mình chăn nuôi gia cầm ở phía bên ngoài. Khu rau sạch, vườn cây ăn trái cũng như là các loại cây sầu riêng, vú sữa, măng cụt đầy đủ trong cái vườn của nhà mình. Phía sau mình còn thêm khu vực phía sau đó là khu câu cá giải trí. Có cả một chòi mát để mình vừa câu cá vừa giải trí này. Sở hữu được một khuôn viên này thì em phải nói một điều, đây là một điều tuyệt vời với vị trí đất ngang 33, chiều sâu lên tới 88, 2915m. Phía sau tổng quan, phía sau này mình cũng được xây dựng những cái bức tường dài và bao quanh cái khu đất của mình. Khu này chính là ngày xưa là những cái vườn cây ăn trái nổi tiếng của Lái Thiêu. Phía bên đây cũng có đầy đủ các loại cây. Mình sẽ di chuyển ra khu vực phía trước và cùng em mình di chuyển vào khu trong, khu ở chính, khu trong nhà. Thì nhìn ở phía bên ngoài này, đây là mặt tiền phía sau nhìn ra khu vực vườn cây ăn trái, cũng được gia chủ mình thiết kế và xây dựng rất là chắc chắn ha. Khoảng sân phía sau này, bên ngoài khoảng sân phía sau và bậc tam cấp, các hệ cột trang trí. Lối dẫn chính vào bên trong, nhưng mình sẽ theo em di chuyển một vòng và sẽ di chuyển bằng hướng cửa chính. Phía sau mình cũng có thêm một căn phòng, căn nhà nhỏ để cho những cô anh chị giúp việc chăm sóc trong cái khuôn viên 2915m. Thêm một lối di chuyển vào bên trong cho căn nhà. Dọc hai bên đều có những cái vườn cây, những cái cây ăn trái này. Đây là cây mãng cầu này. Xoài đầy đủ các loại cây, vú sữa. Dạo quanh một vòng mình đã di chuyển ra khu vực chính và lối dẫn vào chính bên trong căn nhà.
Cùng em mình di chuyển vào bên trong căn nhà chính. Phía bên tay phải, tay trái của em sẽ là khu dành cho xe gắn máy. Toàn cảnh khu vực cho khu vực phía bên ngoài. Mặt tiền phía trước, mặt tiền chính của mình cũng được xây dựng chắc chắn, một trệt và một lầu, có 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Lối dẫn vào bên trong di chuyển vào bậc tam cấp để mình vào hướng chính. Mình cũng có thể thấy các loại đá với những cái đường hoa vân chạm trổ tạo nên một sự sang trọng cho căn nhà. Và lối dẫn vào chính một hệ cửa to và được sử dụng là cái gỗ gõ đỏ của châu Phi. Bên trên mình cũng có kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng. Mình đã cùng em di chuyển vào bên trong không gian phòng tiếp khách của gia chủ. Ở đây thì gia chủ mình có 2 bộ bàn ghế thật là to để đón những vị khách quý. Và gia chủ cũng rất là yêu quý cũng như là tâm huyết cho căn nhà mình, nên là những gì đẹp nhất là đều mua về và trang trí cho khuôn viên phía bên ngoài. Các hệ bộ bàn ghế này, 2 bộ bàn ghế này và tất cả các nội thất gỗ ở trong căn nhà với khối lượng gỗ nhiều như vậy thì em nghĩ là cái số lượng tiền để bỏ ra mình trang trí cũng như là mình làm đẹp cho cái khuôn viên của nhà mình thì rất là nhiều. Nên là khi khách mà yêu thích vị trí cũng như là căn nhà này thì mình hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em để mình có một mức thương thảo tốt nhất cho căn nhà. Thêm một bộ bàn ghế với sự hoành tráng và đẳng cấp của gia chủ. Gia chủ rất là tâm huyết cho căn nhà. Những gì đẹp nhất thì sẽ sưu tập và mang về trong cái khuôn viên sinh sống nghỉ dưỡng. Và các hệ đèn, hệ quạt chiếu sáng trong căn nhà đều được gia chủ sử dụng là điện thông minh, được điều khiển bằng smartphone. Rất là nhiều điều đặc biệt trong căn nhà, cũng cụ thể như là đây là bộ sập này lên tới 3 mét này, với ngang 3 mét rất là rộng. Vì những cái căn nhà mà rộng và những căn biệt thự sang trọng như thế này thì mình mới đặt cảm thấy phù hợp. Và thêm một sập phản với hình thù tự nhiên của cái cây. Đây là những cái hình thù tự nhiên của cây. Để mà sưu tập được những cái sập như này thì em nghĩ là cũng rất là khó hiện tại bây giờ. Và cũng được chạm trổ điêu khắc những rồng bay phượng múa để tạo nên những cái điểm nhấn cho cái cây này. Đây là cái cây nha. Cây mà những bác thợ lành nghề đã tạo ra một tác phẩm rất đẹp. Phía bên dưới này mình có khu vực nhà vệ sinh và thêm một phòng ngủ cho ông bà lớn tuổi. Khu vực nhà vệ sinh này. Bên trong thì mình có căn phòng dành cho ông bà lớn tuổi sẽ sử dụng căn phòng bên trong với các hệ gỗ. Và căn nhà này sử dụng chất liệu gỗ rất là nhiều, sẽ tặng lại toàn bộ cho những vị chủ nhân mới khi mà sở hữu được khuôn viên căn biệt thự 2915m. Khu vực nhà vệ sinh, các hệ cửa là mình đã thấy sự chắc chắn và sự tâm huyết của gia chủ. Mình có luôn những cái điểm nhấn lối đi lên trên tầng cũng như là khu vực phía bên dưới là khu bếp nấu ăn và cái một bộ sập bàn ghế này với hình thù tự nhiên của một chiếc cây đã tạo nên cái bộ bàn ghế này. Ngồi đây thì mình có thể ngồi từ 10 đến 12 người ở cái khuôn viên này và có sự thông thoáng phía bên ngoài, nhìn ra được khu vực vườn trái cây phía bên ngoài mình. Lối dẫn vào bên trong khu bếp nấu ăn cũng được gia chủ thiết kế là những cái quầy rượu trang trí giống như một căn nhà nho nhỏ với những hình thù họa tiết đẹp mắt sang trọng để tạo nên những cái điểm nhấn. Đây là cái quầy rượu, quầy bar này, trang trí đẹp mắt. Và bên trong là khu bếp nấu ăn cũng thông thoáng và các hệ tủ với những đường vân hoa gỗ đẹp và sang trọng. Dạo quanh tổng quan bên dưới tầng trệt của mình thì bây giờ tiếp tục cả nhà mình có thấy một điểm nhấn rất là đẹp cho lối đi lên trên tầng, đó là sự hoành tráng và lối đi lên trên hai bên tỏa ra đi từ hai bên, nhưng có một điểm chung sẽ là gặp nhau ở trên chữ lộc, đó là sự
may mắn tài lộc cho những con người khi mà mình sinh sống ở trong khuôn viên của căn biệt thự ngay An Sơn, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và những cái hệ cột đây này, từ toàn những cái loại dày, dày lên tới 20, và bốn khu vực xung quanh đều, bốn cái trụ cột đều là những cái trụ cột là những con sư tử lân sư rồng tạo nên là sự hoành tráng. Và lối đi lên trên cũng sử dụng tất cả các chất liệu đá được nhập khẩu với những đường văn họa tiết đẹp sang trọng theo hình uốn lượn, và mình cũng có thể thấy được cái độ chắc chắn của từng cái trụ cột cũng như là cái trụ lối đi lên trên. Khi mà khách đến tận nơi thì mình sẽ cảm nhận được độ chắc chắn và độ sang trọng, độ tỉ mỉ và độ tinh tế, tâm huyết cho căn nhà. Mình lại gặp nhau tại điểm chung, đó là phúc lộc thọ. Một điều mà gia chủ muốn nhắn nhủ cho những vị chủ nhân mới, đó là sự may mắn cho những vị khách khi mà mình sở hữu được căn biệt thự này. Và đây cũng chính là cái họa tiết mà nổi tiếng của mình, đó là trống đồng Đông Sơn. Những họa tiết này thời xa xưa. Điểm nhấn đây chính là một bức tranh bằng gỗ rồng bay phượng múa. Và tất cả những cái khu vực xung quanh này đều có những chú lân sư rồng tạo lên một cái sự bề thế hoành tráng cho căn biệt thự lên tới 2.915m với hướng đông bắc. Ở giữa mình sẽ kết hợp thêm một cây đèn chùm bằng pha lê với họa tiết màu vàng, phải cỡ lớn để tạo nên cái điểm nhấn sang trọng cho toàn bộ không gian của căn biệt thự. Và các chất liệu gỗ ở trong căn nhà đều sử dụng là gỗ nhập khẩu từ châu Phi. Những đường lan can bảo vệ này cũng được làm từ những cái cây cột rất là to và chắc chắn luôn. Rồi mình vào bên trên. Bên trên này thì mình sẽ có 4 phòng và một khu vực phòng thờ trang nghiêm. Cùng em vào bên trong căn phòng ngủ này nhé. Khu vực phòng ngủ bên trong cũng đầy đủ tiện nghi tiện ích cho toàn bộ gia đình mình khi mà mình sinh sống này. Có khu vực giường, nệm và các hệ cửa. Gỗ cũng được sử dụng rất là nhiều. Đặc biệt một điều là khu vực nhà vệ sinh sẽ sử dụng là chất liệu bằng kính cường lực, đầy đủ các tính năng tiện ích cho căn nhà. Một không gian khi em đứng ở đây thôi là sự thông thoáng, cũng như là gió trời rất là mát. Đó là mình có thêm cái khu vực phía bên ngoài này, chính là khu mặt tiền bên hông phía sau, để mình nhìn ra toàn cảnh khu vực xung quanh nhà mình. Cả nhà có thấy một điều gì không? Đó là xung quanh nhà mình toàn là cây xanh. Khu vực này là vườn cây ăn trái lái thiêu ngày xưa nha. Bây giờ là dành cho những vị đại gia hết rồi. Mình tiếp tục di chuyển cùng em sang những căn phòng tiếp theo. Mình sẽ di chuyển tiếp theo những căn phòng bên trên. Ở trên này thì mình có tất cả lên tới 4 phòng và khu vực phòng thờ trang nghiêm. Những căn phòng mà mình coi qua rồi thì có những căn phòng này thì ông bà đang nghỉ ngơi, nên là mình sẽ lướt qua. Và tổng thể khu vực ở giữa này, cứ đi tới đâu là em cảm thấy là sự tinh tế tới đó, là sự tuyệt vời của gia chủ. Không gian bên trong sẽ được dành một phòng thiệt là lớn để sử dụng làm phòng thờ trang nghiêm cho khuôn viên của căn nhà. Và có cả khu vực mặt tiền phía trước nhìn ra toàn cảnh khu vực không gian sân rộng và thoáng. Phải nói căn nhà này cực kỳ rộng và thoáng mát luôn. Tổng thể khu vực phía sân phía trước này, khu hồ bơi, rồi vườn cây ăn trái. Bước tới khu vực nào thì em cũng cảm thấy là một điều tuyệt vời trong căn nhà, đó là sự thông thoáng và cực kỳ mát. Đá cũng được sử dụng là những cái loại đá có những cái màu vân rất là tự nhiên nhưng mà cực kỳ sang trọng. Sờ nhiều rít mà mông cả sư tử trắng luôn này. Mình tiếp tục vào căn phòng tiếp theo. Và căn phòng này sẽ là căn phòng rộng dành cho những vị khách quý của mình khi đến chơi nhà và buổi tối muốn ở lại thì sẽ sử dụng căn phòng này. Cũng có khu vực nhà vệ sinh và có khu cửa bên hông, sự thông thoáng đầy đủ. Bên trên mình có hệ thống đèn trần chiếu sáng, gỗ được sử dụng nhiều lắm luôn.
gỗ sẽ tặng lại cho toàn bộ cho những vị khách hàng mà mình sở hữu được căn nhà này. Đây, có giường nệm đầy đủ. Và bên trên nếu như mình tận dụng, mình sửa lại thì bên trên có rất là nhiều phòng. Và bên trên, lên trên cùng với em nhé. Phía bên trên là khu tầng áp mái, nhưng mà gia chủ làm cái tầng áp mái này cũng khá là cao, nên là mình sẽ tận dụng được. Nếu như với cái óc thẩm mỹ tinh tế thì mình sẽ tạo lên được những cái căn phòng cũng như là những cái khu vực ở bên trên này rất là đẹp mắt. Nhưng mà ở đây thì gia chủ mình để trống để cho những khách hàng mới khi mà mình sở hữu, mình sẽ tự decor setup. Ở bên trên này sẽ là một phòng karaoke này, cách âm đầy đủ quanh khu vực bên trong. Ở đây mình có thể là thiết kế những cái khu hoặc là những cái điểm trang trí hoặc phía bên trên này, khu vực mái và cái hệ thống năng lượng mặt trời. Vâng, đã dạo quanh với em một vòng cho căn biệt thự hoành tráng ngay tại An Sơn, Thuận An, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích lên tới 2.915m và có 600m thổ cư. Khi mà khách yêu thích căn nhà này thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em. Và mức giá giao bán đang được giảm giá cực sâu, 85 tỷ giảm 15 tỷ, chỉ còn có 70 tỷ cho căn biệt thự hoành tráng và bề thế này với hướng Đông Bắc. Nhấc máy gọi ngay với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.